Chào các bạn, trong video ngày hôm nay cô sẽ sửa đề test bài hai mặt phẳng song song đề số 2, rồi mình bắt đầu câu 1. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia. Câu này đúng nha. Cô ví dụ như ở đây, trên đây cô đã chuẩn bị sẵn các hình của bốn đáp án ha. Bây giờ câu A nè, cho hai mặt phẳng này song song với nhau thì mọi đường nằm trên mặt phẳng này chắc chắn sẽ song song với lại mặt phẳng kia ha. Đường nào cũng vậy. Rồi câu B. Nếu mặt phẳng B chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng Q thì B và Q song song với nhau. Cô ví dụ như sau nha. Rồi. Ví dụ như ở trên này là mặt phẳng B nè. Mặt phẳng B chứa đường thẳng A song song với mặt phẳng Q. Và chứa đường thẳng B cũng song song với mặt phẳng Q luôn. Nhưng mà đâu có cho mình được là mặt phẳng B song song với mặt phẳng Q đâu. Bởi vì hai đường thẳng A và B hiện tại là nó đang song song với nhau. Thế nên là mình mới có một cái định lý, đó là muốn chứng minh hai mặt phẳng song song thì ta chứng minh mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng kia, đúng không? Nên là ở đây nó muốn đúng thì phải là hai đường thẳng này phải thêm cái ý là cắt nhau vào nhau. Rồi nên đáp án sai của mình là câu B. Rồi câu C, cô phân tích câu C luôn nha. Nếu hai mặt phẳng B và Q song song nhau thì mặt phẳng R đã cắt mặt phẳng B thì phải cắt mặt phẳng Q và giao tuyến của chúng song song với nhau. Rồi, giờ cô vẽ ví dụ như cái hình như thế này. Hiện tại là cô đã cho mặt phẳng B và Q ha. Bây giờ cô vẽ mặt phẳng R. À, mặt phẳng R. Đó, thì giao tuyến của chúng chắc chắn cũng phải song song với nhau nha mấy bạn. Được chưa nè? Rồi, đây là P, đây là Q và đây là R. Rồi, đây là giao tuyến với mặt phẳng B, đây là giao tuyến với mặt phẳng Q. Thì mình thấy là câu C của mình nó vẫn đúng ha. Câu D, nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại, đó là điều hiển nhiên ha. Đây là điều hiển nhiên bởi vì đường thẳng thì nó có thể kéo dài. Nên là chắc chắn là nó sẽ cắt được cái mặt còn lại. Rồi. Vậy thì cô đã giải thích xong cái câu số 1 thôi. Và mình chốt lại là đáp án của mình là câu B. Khẳng định sai. Câu số 2, cho hình hộp ABCD, A phải, B phải, C phải, D phải, chọn khẳng định sai. Rồi cô vẽ cái hình đã ở đây cô vẽ một cái hình hộp nghiêng đó mấy bạn. Rồi, đây là hình hộp nghiêng. A, B, C, D. A phải, B phải, C phải, D phải. Rồi cô để phải ở trên đi ha. Để phải ở trên này. Phải, 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 phải. Rồi, câu A là mặt A phải, B phải, B song song với mặt D, C, C phải, D thì đúng. Bởi vì mặt phía trước và mặt phía sau là hai mặt này nó sẽ song song với nhau. Những mặt bên đối diện nhau thì sẽ song song với nhau. Nên là câu A đúng. Câu B, B, D phẩy và B phẩy, C phẩy chém nhau. B, D phẩy, thì cô nối lại ha. B phẩy, C phẩy nối rồi. Còn B, D phẩy là chưa. B, D phẩy và B phẩy, C phẩy chém nhau. Đúng nha. Rồi, đúng luôn. Câu C, D, D phẩy và A phẩy C chéo nhau. D, D phẩy và A phẩy C chéo nhau. Đúng luôn. Rồi, câu D, A, B phẩy và D, C phẩy chéo nhau. Cô vẽ thử nha. A, B phẩy nè, là đường màu đen này nha. Rồi, D, C phẩy là cái đường ở phía trước. Rồi, hai đường này phải là song song với nhau mới đúng chứ, đúng không? Song song với nhau. Bởi vì AD, C phẩy, B phẩy là một cái hình bình hành. Đó, và chỗ này sai vì nó phải là song song. Rồi,
Vậy thì đáp án của mình là câu D, câu 2D. Câu số 3. Cho lăng trụ ABC, A phải B phải C phải có tất cả các cạnh bằng nhau. Rồi vẽ hình nha. B, C, E phẩy, B phẩy, C phẩy. Rồi, khi các lăng trụ này bởi một mặt phẳng song song với mặt ABC thì các đoạn giao tuyến khép kín tạo thành hình gì? Ok, bây giờ mình sẽ đi cắt ha. Cô sẽ cắt bằng cái mặt màu đen ha. Bây giờ lấy mặt ABC làm chuẩn, lấy một cái điểm bất kỳ nằm trên cạnh E phẩy. Sau đó bây giờ mình bắt đầu cắt. Thì đầu tiên đó là cô cắt ngang qua đi. Này là song song với đường AC. Rồi. À, tiếp tục là từ điểm này cô vẽ song song với lại BC. Rồi, đây. Đó, thì bạn thấy là các cái đoạn giao tuyến của mình là ba cái đoạn màu đen này. Đó, ba cái đoạn màu đen này thì nó sẽ tạo thành một cái tam giác đúng không? Và tam giác này nó chính là bằng cái tam giác ABC luôn, nhưng mà ở đây có tất cả các cạnh bằng nhau, nghĩa là AB bằng BC bằng AC, thế nên là cái tam giác ở trên nó cũng vậy và nó sẽ là một tam giác đều. Và đáp án của mình là câu D. Câu số 4. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Rồi vẽ hình luôn. Hình chóp ABCD có đáy là hình bình hành. S A B C D đấy là hình bình hành tâm ô. M là trung điểm của SA. Rồi, N là trung điểm của SD. N là trung điểm của SD. Khẳng định nào sau đây đúng? Mặt OMN song song với mặt nào? Rồi, OMN có nối mặt OMN lại. Thì các bạn đoán xem phải là OMN nó sẽ song song với mặt nào? À, mình có là OM song song với SC, MN song song với lại BC. Nên chắc chắn là OMN nó sẽ song song với mặt FBC đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ trình bày như sau nha. À, ta có MN song song với lại AD. Vì lý do MN là đường trung bình của tam giác SAD. Là đường trung bình của tam giác SAD. Đó. Mà M à mà AD á, thì nó lại song song với lại BC. BC. Nên MN song song với BC. Được chưa? Rồi. MN song song với BC là một ý này. OM thì lại song song với SC vì lý do là OM là đường trung bình. OM là đường trung bình của tam giác SAC. SAC. Rồi, OM với MN thì nó chứa trong mặt OMN. OMN. Còn SC với lại BC thì nó chứa trong mặt SBC. Đó. Vậy thì ở trên là có MN song song với BC, ở dưới mình có ba cái ý này. Vậy thì mình chốt lại là mặt OMN sẽ song song với lại mặt FBC. FBC. Rồi và đáp án của mình là câu A. Câu số 5. Câu số 5. Cho hình hộp ABCD, A phải B phải C phải D phẩy. Mặt phẳng alpha đi qua A và các hình hộp theo các đoạn giao tuyến khép kín tạo thành hình gì? Rồi ok, giờ vậy là vẽ hình này nghe. Để coi ở trên này có được không, có ở trên này đây cho nó khỏe nè.
Cô xóa bớt những cái đường dư đi nha. Rồi. Bây giờ mặt phẳng alpha là mặt phẳng đi qua AB. Thì cắt cái hình này theo các đoạn giao tuyến khép kín thì chắc chắn là từ AB này nó phải cắt xiên lên rồi đúng không? Cắt xiên lên như thế này. Rồi. Ví dụ như nó xiên lên đây đây. Rồi. Thì bên này nó cũng phải lên đây. Đúng chưa? Bên này nó cũng phải lên đây. Hoặc là nó không cắt tới đây mà nó cắt tới A, tới điểm C phải luôn cũng được. Nói chung là một cái hình bất kỳ nó sẽ có hình dáng như thế này. Đó. Rồi. Vậy thì cái thiết diện quên. Các đoạn giao tuyến của mình chính là ABMN đây, cô gọi nó là ABMN đây. Rồi. Thì một trong những cái trường hợp mà mặt phẳng alpha cắt được thì nó sẽ là cái hình đại diện là cái hình này là tứ giác ABMN. Và ABMN này thì nó chắc chắn là có ABMN nha. ABMN. Cô gọi là tứ giác đây. Tứ giác ABMN là có MN song song với là AB. Đúng không? Rồi MN cũng bằng AB luôn. Đó, vậy thì suy ra ABMN. ABMN là hình bình hành thôi. Chứ không thể nào là hình thoi, hình vuông hay hình chữ nhật được. Vậy thì đáp án của mình là câu A. Cho dù nó có là cái tứ giác A, B, C phẩy, D phẩy đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là hình bình hành thôi ha. Rồi. Rồi, một trong các cái hình đại diện của nó là chính là cái hình cô đang vẽ trên màn hình. Rồi, tiếp tục câu số 6. Cho đường thẳng A và mặt phẳng B trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? Câu A, đường thẳng B chứa trong mặt phẳng B, B song song với A, thì A song song với mặt phẳng B và A song song với B. Chưa chắc, may lỡ đường thẳng A chứa trong mặt phẳng B thì sao? Đúng không? Nên là câu 6 này đúng không ta? Câu B thôi coi. Nếu đường thẳng song song với mặt phẳng, khi đó một đường thẳng khác cũng song song với mặt phẳng thì A song song với mặt đường thẳng đó. Cô vẽ hình minh họa đi ha. Rồi. Cô vẽ cái hình minh họa như thế này. Đây là mặt phẳng B nè. Đây là đường thẳng A song song với mặt phẳng B nè. Rồi. Một cái đường thẳng B khác cũng song song với mặt phẳng B nè. Đây là A, đây là B. Đây là mặt phẳng B. Nhưng mà theo như mình thấy là A nó có thể song song với B, A có thể chéo B, A có thể cắt B, và thậm chí A có thể trùng B luôn. Nên câu B này là sai nha. Câu B là sai. Rồi câu A. Câu C. Nếu A song song với mặt phẳng B thì A song song với đường thẳng B với B chứa trong mặt phẳng B. Chưa chắc. Chưa chắc đúng không? Có cái hình này qua nghe. Chưa chắc. Rồi, cô sáng cái này đi. Ai? Nếu A song song với mặt phẳng B thì liệu rằng A có song song được với đường thẳng B chứa trong mặt phẳng B không? Có, trong trường hợp này nó song song, trong trường hợp này nó chéo nhau, đúng không? Vậy thì có thể là song song hoặc là chéo. Chéo đúng không? Rồi. Ở trên này là A có thể song song hoặc là chéo, hoặc là cắt, hoặc là trùng. Đúng chưa? Rồi. Nên là câu C cũng sai mà câu B cũng sai. Rồi câu D. Nếu A song song với mặt phẳng B thì tồn tại duy nhất một mặt phẳng Q đi qua A và song song với mặt phẳng B. Nếu A song song với mặt phẳng alpha thì tồn tại duy nhất một mặt phẳng Q đi qua A và song song với mặt phẳng B. Đúng nha. Câu này đúng nha. Ở đây bạn hiểu nó là và song song với mặt phẳng B đó. Rồi, vậy thì câu D này đúng nè. Câu D này đúng. Đây, cô vẽ nhanh đây đây.
Đây là mặt phẳng B ban đầu của mình. Rồi đây là đường thẳng A. Rồi đây là cái mặt phẳng Quy chứa A và song song với mặt phẳng B. Rồi đây là Quy. Ở đâu? Đây là Quy này. Còn ở dưới này là B. B. Rồi. Vậy câu D là câu đúng. Còn câu A nó sai ở chỗ nào nha? Câu A quay lại ở vị câu A. Câu A là nó cho một cái đường thẳng B. Một cái đường thẳng B chứa trong mặt phẳng. Đường thẳng B chứa trong mặt phẳng B. B này là song song với A. Vậy thì suy ra là A song song với mặt phẳng B. Suy ra là A song song với mặt phẳng B. Và A song song với B, A song song với B thì chắc rồi. Nhưng mà đường thẳng A mới lỡ nó nằm ở trong cái mặt phẳng này luôn thì sao? Đúng không? Đường thẳng A nó có hai khả năng nằm mà. Ví dụ như nó là cùng, tại vì ở đây đề nó chỉ cho là đường thẳng A và mặt phẳng alpha thôi chứ mặt phẳng B thôi chứ nó không có cho phân biệt. Lỡ A nằm dưới này thì sao? Thì B với lại A là cùng nằm trong một mặt phẳng thì A đâu thể nào song song với mặt phẳng B được, đúng không? Chỉ có khi nào A và B phân biệt, có nghĩa là A nằm ngoài mặt phẳng B thì lúc này đường thẳng A mới song song với mặt phẳng B được. Vậy thì câu 6 của mình đáp án là câu D, chính xác nhất. Rồi. Để nó chính xác hơn thì chỗ này phải thêm từ và vô nè. Đường thẳng quay qua A và song song với mặt phẳng B, ok. Rồi câu số 7. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Để trên này có hình chưa? Có. Rồi đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB. SA, SD và AB. Rồi được M, N rồi nè. Bây giờ lấy thêm điểm P. P là trung điểm của AB. Là P nằm ở đây. Rồi khẳng định nào sau đây đúng. Mặt OMN cắt mặt OPM. OMN cắt mặt OPM. Rồi câu này sai nha. Tại vì sao? Tại vì mình có rằng là cái đường thẳng MN nó song song với AD và OB nó cũng song song với AD. Vậy thì có phải là MN và OB nó song song với nhau? Mà khi nó song song với nhau thì bốn điểm này tạo thành một mặt phẳng, có nghĩa là hai mặt này trùng nhau chứ không phải là cắt nhau, mà phải là trùng nhau mới đúng. Được chưa? Rồi câu A cô giải thích là vì MN song song với lại MP và OB chứ, nên mặt phẳng OMN nó chính là mặt OPM. Được chưa? Rồi câu B, câu B sai hay đúng nha? Sai. Câu B, mặt OMN song song với mặt FBC, mặt OMN song song với mặt FBC đúng nha. Câu B đúng. Câu C, mặt ONP, ONP giao với mặt MNB tại NB. Sai, bởi vì hai mặt này trùng nhau. Sai mà, bởi vì hai mặt này trùng nhau. Sai. Sai vì mặt OM ở đâu? Mặt ONP nó chính là mặt MNB mà. Và nó cùng nằm trong cái mặt lớn là OMNB luôn. OMNB, được chưa? Còn câu B là đúng ha, câu B là đúng. Câu D, mặt MNB song song với mặt FBD, mặt MNB song song với mặt FBD sai. Mình thấy mặt MNB nó chính là mặt OMNB, nó giao với mặt FBD tại điểm O mà. Sai. Vì mặt MNP giao với mặt FBD tại điểm O. Có nghĩa là nó phải cắt nhau. Cắt nhau. Cắt nhau. Rồi. Còn câu B nó đúng là vì mặt OMN song song với lại mặt
FBC vì OM song song với SC và MN song song với BC. Cái này hồi nãy ở trên câu số 5 cô đã chứng minh rồi. Được chưa nè? Rồi. À, để cô nối cái đường nó lại một chút hả? OM. Vậy thì đáp án của mình chính là câu B. Câu B, phải B. Câu số 8. Cho hình chóp XABCD có đáy là hình bình hành tam ô. Có đáy là hình bình hành tam ô. AB bằng XA, FB bằng. Rồi để cô xóa ra ha. SABC, S, A, B, C, D, A là O. Rồi AB là bằng 8 nè, SA là bằng 6 nè, và FB là bằng 6 nè. B là mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng SAB. Mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng SAB. Vậy bây giờ mình vẽ cái gì trước? Thì mình thấy là cái điểm O và đường thẳng AB nó cũng nằm trong mặt đáy. Thế nên là đầu tiên cô sẽ dựng qua O một cái đường thẳng song song với AB và song song với DC. Đó. Được chưa? Rồi, đây là song song với AB ha. Rồi từ cái điểm này, cái điểm nằm trên AD này, cô sẽ dựng song song với lại SA. Đó, được chưa? Rồi, cái điểm nằm trên đường BC thì cô sẽ dựng song song với FB. Vậy thì đây chính là cái mặt phẳng cần tìm. Cô sẽ ghi là MNEF ha. Rồi. Theo hình ta có đi ha. Theo hình ta có. Ta có. Đa giác cần tìm là. Đa giác cần tìm là. Bạn hiểu cách vẽ song song không vậy? Mình sẽ chọn điểm với lại một cái đường trong cái mặt đó. Nó thuộc cái mặt nào thì qua cái điểm đó mình sẽ kẻ cái đường song song. Được chưa? Rồi đa giác cần tìm là. Thì bạn thấy là MN nó sẽ song song với EF. Nên là cái hình này là hình thang ha. Hình thang. MN E F V MN song song với EF, được chưa? Rồi bây giờ đi vào cái nội dung chính là vẽ được là một chuyện rồi nè. Bây giờ là mình đi tính diện tích của cái đa giác này. Thì bạn lưu ý rằng là SA nó bằng FB. SA nó bằng FB. Nên là MF nó sẽ bằng N. MF bằng N nên hình này là hình thang cân nha. À, vì MF bằng N. Rồi được chưa? Đây là hình thang cân. Bây giờ mình sẽ đi tính cạnh FD à, EFMN rồi mình đi tính đường cao ha. Rồi có M là trung điểm của AD nha, bởi vì O là trung điểm của AC nên M cũng là trung điểm, N cũng là trung điểm luôn. Nghe M là trung điểm, N là trung điểm. Rồi. Vậy thì F nó cũng là trung điểm luôn. F nó cũng là trung điểm luôn. E cũng vậy. E cũng là trung điểm. Rồi. Vậy thì ta có làm EF á là nó bằng 1 phần 2 lần CD. Vậy thì nó sẽ bằng là 8 chia 2 là bằng 4. Rồi, MN thì chắc chắn là bằng AB rồi. Là bằng 8 rồi. Vậy bây giờ chỉ còn tính đường cao thôi. Thì đường cao tính như thế nào đây? Rồi. Mình có OF. O là đường trung. O là trung điểm của BD, F là trung điểm của SD nên là OF nó chính là đường trung bình của tam giác FBD. Đúng không? Đây, cô nối thằng này lại nha. OF nó là đường trung bình của tam giác SOD thì OF nó sẽ bằng là FB chia 2.
FB chia 2. Đó thì nó bằng 3. Rồi. MF cũng bằng SA chia 2 là cũng bằng 3 luôn. Thế nên là tam giác suy ra từ hai cái này suy ra là tam giác MFO cân tại F, được chưa? Rồi, MFO cân tại F. Bây giờ cô sẽ hạ đường cao nha. Hạ đường vuông góc xuống đây. Đó. Thì đây MFH kệ FH vuông góc với lại OM. Thì bây giờ mình sẽ đi tính FH. FH nó chính là đường cao của cái tam giác của cái hình thang cân này. Thì FH tính như thế nào đây? H các bạn, vì cái tam giác OMF là tam giác cân nên là H nó là trung điểm. H là trung điểm của OM. Được chưa? F nó sẽ là trung điểm của OM. Rồi. Mà khi H nó là trung điểm của OM thì suy ra là MH nó bằng nhiêu? MH nó sẽ bằng OM chia 2 đúng không? OM hồi nãy là 4, vậy thì chỗ này là bằng 2. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi tính FH đây. FH sẽ bằng căn bậc 2 của MF bình trừ cho FH. Đâu? Trừ cho MH bình. Đó. Là bằng căn của bao nhiêu? MF, 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 MF. Mình đang tính MF chưa ta? MF là bằng 3 bình nè. MH là bao nhiêu? 2 bình nè. Vậy là nó ra là căn 5. Căn 5. Rồi. Vậy. Vậy. Diện tích của MNEF bằng đáy lớn cộng đáy bé là EF cộng cho MN nhân với chiều cao là FH. Rồi. Bằng 1 phần 2 lần EF là nhiêu đây? 4 cộng MN là 8 nhân với FH là căn 5. Vậy thì nó sẽ ra là 12 chia 2 là 6 căn 5. Và đáp án của mình là câu B. Câu B, 8B. Rồi. Câu số 9. Câu số 9. Cho hình bình hành tiếp tục. Đề này nhiều hình bình hành quá ha. Rồi, vẫn là một cái hình bình hành tâm ô nha. Cô sẽ gom lên những cái bị dơ. Rồi, A, B, C, D, tâm O. M là trung điểm của SA. M là trung điểm của SA. Rồi, N là trung điểm của SD. N là trung điểm của SD. B là trung điểm của AB. A là P. Rồi, Q là trung điểm của ON. Nối với ON lại. Nối ON lại rồi lấy trung điểm. Rồi đây là Q hả? Q. Rồi R là trung điểm của FB. Là R này. Rồi bây giờ ký hiệu mấy cái trung điểm này mới mà mệt nha. Nhiều ký hiệu quá. Rồi đây là quy là trung điểm này. Kiểu bằng đen đi. Rồi P này là. Rồi ok. Bây giờ nó hỏi mình cái gì đây? Chọn mẹ đề sai. BQ cắt mặt SBC. BQ cắt được mặt SBC không? BQ
các mặt FBC. Rồi. Cô thấy là không nha, không. Bây giờ cô sẽ đi nối cái mặt này lại. Cô dùng màu đen cô nối. Bạn biết tại sao không? Bởi vì cái mặt OBN nó song song với là mặt FBC. Tại vì ON song song với FB, còn OP thì song song với BC, nên hai mặt này song song với nhau thì không thể nào mà BQ nó cắt cái mặt FBC được, mà phải là song song nó mới đúng. Ha? Vậy câu 9 câu A là bị sai nè. Câu A là bị sai nè. Rồi câu B, mặt MOR, MOR song song với mặt SCD. Đúng nha, đúng. MOR song song với mặt SCD, cô vẽ bằng màu xanh nha. MOR. Rồi, song song với mặt SCD đúng nha. Tí nữa cô sẽ chứng minh. Câu C, mặt OMN, OMN song song với mặt FBC đúng luôn. Đúng luôn. Song song với mặt FBC đúng luôn. Rồi, câu D là BQ song song với lại mặt FBC. BQ song song với mặt FBC đúng. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta có 3 cái nhiệm vụ cần chứng minh. Bây giờ cô sẽ giải quyết cái câu A trước ha. Giải quyết cái câu A trước bằng cách là mình sẽ đi chứng minh mặt PON song song với lại mặt FBC, được chưa? Thì ta có nè, ta có ON song song với FB, tại vì nó là đường trung bình ha. Rồi cô ghi nhanh nha, ON song song với FB này. Rồi OP thì nó lại song song với BC. Rồi nên từ cái ý này là mình sẽ suy ra chứng minh theo nhanh nha các bạn, chứng minh nhanh. Rồi cô không nên giải thích nhiều, đây là mặt ONP nó song song với là mặt FBC, được chưa? ONP song song với mặt FBC mà BQ thì nó chứa trong mặt ONP, thì mình có là hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường nằm trong mặt này nó sẽ song song với mặt kia. Thế nên là BQ nó sẽ song song với là mặt FBC. Rồi, thành ra là A sai. A sai. Còn D đúng. Được chưa? A sai, D đúng rồi. Cái tiếp theo là cô sẽ đi chứng minh mặt OMR song song với mặt SCD. Được chưa? Thì ta có OMR nha. OMR là có MR song song với CD. Rồi OR thì song song với SD. SD nên là suy ra mặt OMR song song với mặt SCD. Rồi. Vậy thì câu B đúng. Được chưa? Rồi cái ý cuối cùng là chúng ta sẽ đi chứng minh mặt OMN song song với mặt FBC. Rồi chứng minh mặt OMR, OMN chứ, song song với mặt FBC. Thì ta có là MN là nó song song với BC. Rồi OM thì lại song song với SC, sử dụng những cái đường trung bình thôi mấy bạn. Nên là suy ra là mặt OMN nó sẽ song song với là mặt FBC. Đó. Vậy thì câu C đúng. Rồi được chưa nào? Câu này cô chứng minh rất là đầy đủ bốn cái ý như vậy luôn. Chỉ có bỏ qua những cái bước ví dụ như là giải thích vì nó là đường trung bình nên nó song song thôi. Rồi. Câu số 10, câu cuối cùng. Cho tứ diện ABCD. Tứ diện ABCD. Có G1, G2, G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác. B, C, D. Rồi, G1 là trọng tâm của tam giác ABC. Ba cái tam giác này cô thấy đều có chung điểm A hết, nên là cô sẽ xuất phát những cái đường trung tuyến từ A để cô đi tìm trọng tâm cho nó dễ ha. Đó, nhìn vô nó đỡ bị rối mắt. Rồi, bây giờ đây chính là G1 nè. G1. Rồi, đây là G, ACD là G2.
Và G3 chính là trọng tâm của tam giác ABD, G3. Rồi. Mặt phẳng G1, G2, G3 cắt hình chóp theo các đoạn giao tuyến tạo thành một đa giác có diện tích bằng K lần diện tích của tam giác BCD. Rồi, ok. Đây là một cái bài toán mở rộng cắt. Thì bây giờ bạn thấy cái mặt G1, G2, G3 chưa? Nó là một cái mặt phẳng lơ lửng ở trong như vậy. Vậy bây giờ mình sẽ mở rộng cái mặt phẳng này để nó cắt. Thì chắc chắn là có sử dụng đến ba cái trung điểm ở phía dưới. Ha. Thì đầu tiên mình cho cái mặt G1, G2, G3 nó cắt cái mặt ABC trước đi. Thì bạn thấy là cái mặt G1, G2, G3 G1, G2, G3 cô gọi cái này cho nó dễ coi này nha. Đây là M, N, E đi. Mình có là G1, G2 với G3 nó song song với lại mặt nó song song với N. Ha. Mà N thì lại song song với BC. Nên là G1, G2, G3 nó song song với lại BC. Rồi mặt G1, G2, G3 với lại mặt ABC nó có một điểm chung là G nữa. Thế nên là giao tuyến của mình nó sẽ là đường thẳng đi qua G và song song với lại BC. Đó, mình sẽ vẽ như thế này, mở rộng nó ra như đây. Được chưa? Rồi tương tự như vậy bên này mình sẽ mở nó ra như thế này. Đó. Thế rồi. Xem nó chút vuốt vậy. Chắc là lúc nãy mình lấy cái trọng tâm nó bị lệch đó. Để cô lấy lại cái trọng tâm nha. Ok. Đây sẽ là G3 này. Rồi, ở trên nè. Vậy thì khi mà mình đã mở rộng ra được cái mặt G1, G2, G3 ra thành cái tam giác màu xanh này rồi á, thì mình thấy là cái tam giác màu xanh này nó chính là thiết diện cần tìm. Quên, xin lỗi, đa giác cần tìm. Chương trình cũ thì người ta dùng là từ thiết diện các bạn, mặt phẳng cắt. Mà thôi mình nói theo chương trình mới đi ha. Rồi. Cô sẽ ghi lại nha. Bây giờ cô sẽ gọi thằng này là gì đây? B phẩy đi, C phẩy đi và D, D phẩy. Rồi. Theo hình ta được. Cô sẽ không trình bày lại cái cách vẽ nữa nha các bạn nha. Cách vẽ thì mình thấy là mình sẽ đi cho cái mặt G1, G2, G3 cắt cái mặt ABC trước, thì mình thấy nó có một điểm chung là G1. Đồng thời nó chứa G2, G3 song song với BC nên giao tuyến của nó sẽ là cái đường thẳng đi qua G1 và song song với BC. Nên là mình được cái đường B phẩy C phẩy, rồi tương tự như vậy là C phẩy D phẩy. Vậy thì ta được tam giác B phẩy C phẩy D phẩy là đa giác cần tìm. Là đa giác cần tìm. Rồi, được chưa? Rồi tam giác B phẩy C phẩy D phẩy nha. Bây giờ nhiệm vụ của mình đó là đi tìm cái K này nè bằng bao nhiêu. Thì K này được gọi là diện tích của tam giác mà bạn vừa tìm được. Đâu, diện tích của tam giác vừa tìm được bằng K lần diện tích của tam giác S, diện tích của tam giác BCD. Cô ghi diện tích tam giác B phẩy C phẩy D phẩy chia cho diện tích của tam giác BCD là bằng K lần. Thì rõ ràng mình thấy là hai tam giác này nó đồng dạng với nhau. Và nó đồng dạng theo cái tỷ lệ gì? Thì ta có B phẩy C phẩy nha. Trên B phẩy C phẩy là nó song song với lại BC. Nên là B phẩy C phẩy trên cho BC nó sẽ bằng
AG1 trên cho M và nó bằng 2 phần 3 ha. Thì tương tự thì mình được cạnh C phẩy D phẩy trên cho CD, nó cũng bằng 2 phần 3, vậy thì nó bằng luôn B phẩy D phẩy trên cho BD và cùng bằng 2 phần 3 hết, được chưa? Rồi, vậy thì tam giác B phẩy C phẩy D phẩy nó đồng dạng với tam giác BCD theo tỷ số K, theo tỷ số là 2 phần 3 đó. Vậy thì suy ra diện tích của tam giác B phẩy C phẩy D phẩy chia cho diện tích của tam giác BCD sẽ bằng cái tỷ số này bình phương. Đây là một cái cách tính diện tích nha các bạn nha. Đó là hai diện tích tỷ lệ với nhau theo tỷ số K, thì tỷ số diện tích nó sẽ bằng là 2 phần 3, tỷ số K này bình phương là bằng 4 phần 9, được không? Vậy thì diện tích của tam giác cần tìm nó sẽ bằng 4 phần 9 lần diện tích của tam giác AB, của tam giác BCD. Thế nên là đáp án của mình chính là câu A, được chưa? Rồi, chỗ này cô ghi thêm một ý đi, suy ra diện tích của tam giác B phẩy C phẩy D phẩy sẽ bằng 4 phần 9 lần diện tích của tam giác BCD, được chưa? Rồi, vậy thì đáp án của mình chính là câu A. Rồi, cô đã hoàn thành xong cái đề số 2 của bài 2 mặt phẳng song song. Có gì không hiểu thì các bạn hỏi lại giúp cô nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.